còn rõ hơn nữa đức thầy đã dạy một đoạn nói về ngày tam tạng và cao tăng bất giái tề thiên lúc tam tạng tây phương quyết đau bị loài yêu làm mì báo lắm phen đức từ bi phải lộ trăng đen lối âm tự cũng đi đến chung đi dọc đường yêu tinh làm hồn thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn nhờ môn đồ bát giấy xa tăng với đại thánh tề thiên cứu giấc lòng sáu chữ nhớ không có ngất thì nạn tay cũng thoát như không Thì niệm Phật mà sẽ được 10 lợi ích như thế này. Lợi thứ nhất là được chư Phật ngày đêm hộ niệm đức A Di Đà thường phóng quang minh nhiếp thọ. Hai, thường được 25 vị đại Bồ Tát như đức Quán Thế Âm thủ hộ. Ba, thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn mình ủng hộ. Bốn, tất cả giả dạ so ác quỷ rắn độc rồng độc phúc độc đều không thể làm hại bốn không bị những tai nạn nước lửa đau tên gông xiềng lao ngục giặc cướp quan gia cùng các thứ chết dữ sáu những tội đã làm thải đều tiêu diệt những kẻ chết quan vì mình đều được giải thoát không còn kết quán ràng buộc bảy ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành hoặc thấy sắc thân thắng diệu đức phật a di đà tám tâm thường vui vẻ sắc thường tôi nhận khí lực đầy đủ việc làm kết quả tốt đẹp lợi ích chính mọi người trong thấy đều vui mừng cung kính lễ bái cũng như kính phật dạy mười khi mạng chung tâm không sợ hãi chánh niệm hiện ra được tây phương tam thánh tiếp dẫn sanh về tịnh độ hưởng sự an nhàn không cùng đó là cái mười điều lợi ích mà trong kinh đã dạy còn nếu nói mà người mà niệm phật là cao sinh được mười lợi ích một là trừ cái chứng bệnh hung trầm hai là thiên ma kinh sợ À, ba đường ác giết khổ thì à, nếu chúng ta niệm được thì tất cả những cái tội chướng nhiều đời diệt chí rất tiêu diệt vậy thì à, cái niệm cao thinh sẽ được là à, tới là 10 lít là một là trừ được bệnh hôn trầm hai là thiên ma kinh sợ ba à, một niệm phật trừ được chứng không trầm hai là thiên ba kinh sợ à, ba là đường ác giết khổ bốn tiếng ngoài không xâm nhập Năm niệm Phật à, Nam Mô A Di Đà Phật Một là trừ được bệnh hôn trầm Hai là thiên ma kinh sợ Ba tiếng gian dội mười phương Bốn ba đường ác giết khổ Năm tiếng ngoài không xâm nhập Sáu niệm Phật thường được tinh tắm Bảy niệm à, thường chư Phật quan hỷ Chính tam muội hiện tiền Mười giảng sanh tịnh độ Đó là cái người niệm Phật cao thinh sẽ được mười lợi ích Và trong kinh nói mười nào mà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật đó ánh sáng nó phát ra 40 dặm loài ma không dám lợi gần nếu chúng ta niệm một câu chí thành chỉ thiết sẽ được lợi ích như thế đó thì giờ đây chúng tôi dẫn qua lời đức thầy đã chỉ dạy trong sấm thi ở đây chúng tôi chỉ là nói gọn chứ biết bao nhiêu lời lợi ích mà đức thầy đã diễn tả ở cái cảnh khổ trong hiện tại và tương lai như thế nào thì giờ đây quý vị theo dõi trình bày qua cái phần dẫn chứng chúng tôi chỉ là dẫn chứng qua lời đức thầy đã dạy là trong cái mười 10 có là 16 lợi ích thế gian và 4 lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thứ nhất là niệm Phật trừ được bệnh khổ và nghiệp chướng. Lợi ích thứ hai niệm Phật trừ được quỷ tà. Lợi ích thứ ba niệm Phật được qua tai nạn. Lợi ích thứ tư niệm Phật được cứu lúc lâm nguy. Lợi ích thứ năm niệm Phật được khỏi lửa thiêu và sống đời thượng cổ. Lợi ích thứ sáu Lễ thứ sáu niệm Phật được coi đời Lễ thứ bảy niệm Phật tất cả sẽ được bình an Lễ thứ chín à, niệm Không phải Lễ thứ tám niệm Phật được khỏi cảnh máu đào Lễ thứ chín niệm Phật được khỏi luật hình xử phạt Lễ thứ mười niệm Phật dứt lòng sầu được thấy cửa nhà tiên thánh Lễ thứ mười một niệm Phật trừ được lòng tà và có nhiều đức Lễ thứ mười hai niệm phật được thanh nhàn nhà hạnh ảnh hưởng cảnh đời vinh hoa ích thứ 13 niệm phật được diêm chúa kính yêu lợi ích thứ 14 niệm phật được dự hội long hoa lễ thứ 15 niệm phật được phật thần cứu trợ Lợi ích thứ 16 niệm phật được coi tiếng thánh già có mặt trong ngày chung cuộc đó là 16 lợi ích ở thế gian rồi tiếp đến là bốn lợi ích suốt thế gian một niệm phật được thoát khỏi luân hồi trong tam giới hai Niệm Phật được sanh về cõi an dưỡng. Ba niệm Phật được ngự ở liên đài. Bốn niệm Phật được cứu giấc tổ tâm và độ hết tất cả chúng sanh. Đó là bốn lợi ích suốt thế gian. Thì giờ đây quý vị nghe chúng tôi đọc lại những lời đức thầy chỉ dạy ở trong sấm thi qua những cái lợi ích đầu tiên là lợi ích niệm Phật trừ được bệnh khổ và nghiệp chướng. Đức thầy dạy thế này. như cái bài thầy ba đạo hỏi thuốc đó hỏi đức thầy đức thầy đáp là thành tâm khẩn phật giới lại trời muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi lục tử trì tâm là phương phép nhắn nhủ cùng ai có mấy Rồi đến Đức Thầy dạy cái bài Ông Nguyễn Thanh Tân Dặn lòng lục tự mưa đừng sai Qua bể về quê Ngõ chú thầy Tiên cảnh kìa kìa gần lỗ ve Chờ người hữu phước Đến liên đài Rồi đến cái bài ông Phan Châu Bá ông phan cho báo hỏi là cái nợ tan bồng nợ gia đình thầy ơi rồi biết nào chừng nào giải quyết hết cho nên ông hỏi là tan bồng nợ ấy trả sao xong chỉ dốc từ bi cởi tất lòng nhân đạo còn mang chưa sự tròn nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng đức thầy mới đáp quả đành rằng nở thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng niệm chữ di đà tan chướng nghiệp thuyền từ thầy rước lại non bông đức thầy còn giải thêm trong à, Quỷ nhất là khuyên người đời tu niệm Nam mô A Di Đà Phật. Từ rải hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Đó là cái lợi thứ nhất mà Đức Thầy đã dạy Lớp thứ hai là niệm Phật Trừ được quỷ tà Di đà lúc tự răng ghi Niệm cho tà quỷ Vậy thì gian ra Thật là rùng rợn khi nghe đến câu sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà ba tánh chẳng lo cải thiền. dạ yeah. tương với mũi cháu rau đạm bạc nghèo lương hiền biết niệm di đà mà mai sao thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ thứ đến là lết niệm phật thứ ba là niệm phật được qua tai nạn đức thầy dạy lòng sao chớ nhớ không có ngất thì nạn tai cũng thoát như không hoặc là tô cầu trăm họ hiền lương đồng sinh niệm phật tái ương chẳng còn còn rõ hơn nữa đức thầy đã dạy một đoạn nói về ngài tam tạng và sa tăng bắt giái tề thiên lúc tâm tạng tây phương quyết đau bị loài yêu làm mì bao lắm phen đức từ bi phải lộ trăng đen lối âm tự cũng đi đến chung đi dọc đường yêu tinh làm hồn thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn nhờ môn đồ bát giải xa tăng với đại thánh tề thiên cứu vớt lòng sáu chữ nhớ không có ngất thì nạn tay cũng thoát như không phải không quý nếu niệm phật mà được như vậy thì chúng ta ngon lành à phải không vậy là thứ nhất là niệm phật là được trừ bệnh khổ và nghiệp chướng lợi ích thứ hai là niệm phật trừ quỷ tà lợi ích thứ ba là niệm phật được qua tai nạn đến lợi ích thứ tư là niệm Phật được cứu lúc lâm nguy Chữ lục tử trì tâm bất diện Thì lâm mi có kẻ cứu Và dạ. đến lâm cảnh khổ có ta Với lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho Còn rõ hơn nữa Ngài dân thù bồ tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian gió đưa lướt sông bờ mi loan rước người tu niệm xây sang phỉ tình thứ đến là lợi thứ năm Niệm Phật được khỏi lửa thiêu và sống đời thượng cổ Ôi khổ tham bốn bề sống dày Dợm lưng trời lửa cháy liên miên Tiêu điều sáng vật điện viên Thần thông biên qua dưới miền trung ơn ngục môn đầy quỷ vô thường giác hồn kẻ bào nhiễm dương luật chừng đến cảnh khổ này đức thầy phải rơi lệ nhìn xem nước cả mắt rưng thương nghi đời mê muội trầm luân hoài hoài dạ yeah kẻ tà gian sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thương cầu thứ đến là lễ thứ sáu niệm phật được coi đời khuyên chúng sanh niệm phật coi đời cõi hạ giai rồng mây chơi dần và yeah coi là coi được phật được trời coi phép lạ của tiên của thân những đoạn khác đức thầy giải thêm để sao coi hội, coi hàng coi tiếng coi phật mới ngoan bớ trần điếm đàn để đi thỏa chớ gần để sao xem thấy non tầng xung sao đó là cái lợi thứ sáu thứ đến là lợi thứ bảy niệm phật được thanh nhàn ảnh hưởng cảnh đời à, niệm phật được uh, tất cả sẽ được bình an Từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm phật quả mình biết bao và yeah. biết không tìm kiếm mà một câu lục tự nhà nhà bình an thứ đến là. Lễ thứ 8 Niệm Phật được khỏi cảnh máu đào Nam mô sáu chữ di đà Từ bi tế độ dạy mà chúng sanh Xưa nay sáu chữ lành tăng Chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi Trì tâm thì quá ít ôi bây giờ dùng thứ mà coi lẻ nào rạch tim đêm để nó vào thì là mới khỏi máu đào tu rơi để sao đến việc tả tơi rồi tu sáu kịp mi chiều mới cho thành rằng... yeah. Dạ khổ với thám ngày nay có mấy sợ mây sao dòm thấy bay hồn trừ tà gian còn thiên chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết những đoạn khác đức thầy đã dạy thêm máu đào khắp nước khổ vô cùng Nam Việt dân tình mãi thung dung Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thanh Để nước đến chân mới nhảy đùng Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu Chẳng gặp xuồng ghe chừng mới rầu Làm sao lo liệu tu cho kịp bắp bè nam mô cũng nhọc câu thứ đến là lớp thứ chín niệm phật được khỏi lục hình xử phạt kẻ gian ác bị gươm ba thước nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ được thành thời nhờ chữ nam mô phiên bổn đạo ráng mà trì chi con nào hiền thì dạng thảo ngay đứa ngộ nghịch một mai đức cầu thứ đến là đến thứ mười niệm phật thứ đến là niệm phật thứ 10 niệm phật dứt được lòng sầu còn được thấy cửa nhà tiên thánh chớ nam mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên cửa thanh Niệm chữ A-di Dẹp lòng sâu Ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu Cũng có ngày kia ta giải thoát Giải thoát thì ta rõ đạo Thứ đến là Lễ thứ 11 Niệm Phật trừ lòng tài và có nhiều phước đức muốn niệm Phật bất cần sớm mơ tối ghi vào lòng sáu chữ di đà thiện lương quên mất điều tà đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng dạ yeah. tây phương đua nở qua liên chờ người hữu phước thiện duyên từ qua thứ đến là lỡ thứ mười hai Niệm Phật được thanh nhàn và hạnh hưởng cảnh đời vinh qua Ông Ba thứ cho biết Chớ đem lòng lo đói lo no Làm lành niệm Phật Phật lo cho mình Đức Thầy dạy Cái lễ thứ 12 Thì vừa qua là chúng tôi đọc là Ông Ba nói là niệm Phật Chớ đem lòng lo đói lo no Làm lành niệm Phật Phật lo cho mình Còn Đức Thầy đã dạy Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau Bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn Còn rõ hơn nữa Đức Thầy đã dạy Khổ đã đi đến như tâm Ráng lo tu niệm tìm nên Vinh quang Thứ đến là lợi ích thứ À, 13 Niệm Phật được Diêm Chúa kính yêu Và được kề bể ngọc Được Diêm Chúa yêu người hiền thảo Trọng những ai biết niệm di đà Lại được gần bể ngọc long xa Coi chữ quốc tranh dành châu bao Thứ đến là lợi ích thứ 14 Niệm Phật được dự hội long qua Đức Thầy đã dạy bài Mà ông Ông Hạnh là rễ của ông giỏi văn giỏi về Rễ của ông giỏi văn giỏi Bạc Liêu Thiện duyên ấy cũng tại nơi ta Hộ niệm quay linh Đức Phật đà sớm tối đi nằm y chánh pháp thầy nguyện dắt đến cảnh long hoa dạ câu long hoa tiên phật đã ta bà lừa lọc con lành giết quỷ ma nếu mãi mê mang mùi túc lụy linh hồn chìm đắm chốn mê hà lòng thầy chua xót ruột thầy đau nghe được lời phiên tính giới nào kiếm huệ dứt xong rồi quả bao lo gì cửa phật chân chiên vào và những đoạn khác đức thầy dạy thêm long qua hồi ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân và câu muôn thu thiên định nhất kỳ hạ quân sắc linh khai kỳ long qua mong cầu gốc phật hội long qua con ráng trì tâm niệm phật đàn dạ trở chân cho kịp Lòng qua Lòng qua có mặt ấy là hiền nhân thứ đến là nợ thứ 15 niệm phật được phật thần cứu trợ ông sư giải bán phai cho biết chớ đem lòng lo đói lo nó no, làm lành niệm phật phật lo cho mình có đoạn khác ngày sư giải bán khoai cũng đã dạy thêm chúng ta niệm phật được các vị thần linh ủng hộ niệm phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mồ khang thì chúng tôi cũng trao đổi cùng với vị là dẫn ra dấu đức thầy là có đó là cái lợi ích thứ năm đến thứ, đến thứ sáu là niệm phật được câu chân thánh già có mặt trong ngày chung cụ niệm di đà ráng niệm cho rằng thì mới được sống coi tiền thanh ngày quan đảng đầy diễm phúc lớn lao đức thầy đã diễn tả như sau tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp gặp hết thế gian thoát chúng kính thưa quý vị thì đó là cái mười sáu lễ tại thế gian thứ đến là bốn lợi ích suốt thế gian một niệm phật được thoát khỏi luân hồi trong tam giới hai niệm phật được sanh về cõi an dưỡng ba niệm phật được ngự ở liên đài bốn niệm phật được cứu giấc tổ tông và độ khắp chúng sanh thì lợi ích um, thứ nhất của của phần xuất thế gian này đức thầy đã dạy chỉ một kiếp tây phương hồi hương thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi sở dĩ hôm ta hôm nay chúng ta được mà thoát khỏi luân hồi là nhờ lòng tư từ bi chư Phật của Đức Phật A Di Đà vì chúng sanh ngài phát ra 48 lời đại thể nguyện để nhiếp thọ chúng sanh cho nên chúng ta mới được ân huệ là được ngài và giá hộ cũng như ở trong sống thi đức thầy có nhắc lại kẻ hiện đức sau này được hưởng phép thần linh của đức di đà lại được thêm thoát khỏi ta bà khỏi luân chuyển trong dòng lục đào thứ đến là lòng từ bi của đức phật thích ca mâu ni và đức thầy hôm nay cũng vì chúng sanh mà các ngài phải chịu khổ cho nên đức phật thích ca xác lệnh cho đức thầy lâm phàm khai cơ lập giáo ta thừa dân sắc lệnh thế tôn khắp hạ giải truyền khai đạo pháp thứ đến là chúng ta được là chư phật sáu phương chư phật mười phương tán tháng và ca ngợi Đức Thầy đã dạy Nguyện mười phương chư Phật đạo lai Đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát Và sau cùng nhờ chúng ta thuận theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy là Cứ như tâm tín nguyện phụng hành Thì nương vào tông yếu tín nguyện hạnh mà chúng ta mới thoát được uh, Trong cái cõi ta bà lục đạo này Thứ đến là lợi kế là khi giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì về cái cõi an dưỡng. Vì là an dưỡng là một cái nơi để học đạo mà trong điều rắn cấm thứ 8 Đức thầy dạy, điều thứ 8 tóm tắt tháo thương yêu lẫn nhau như con một cha, nhiều dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai di đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Cho nên Đức thầy dạy kiếp nương theo trực chỉ tây phương đến cực lạc tìm nơi an dương khi về cái cảnh giới an dưỡng của đức phật a di đà thì chúng ta có đầy đủ phương tiện và của đức công đức là được công đức vô lượng vô biên cho nên những người mà tối thiểu về cái cạnh về cõi an dưỡng rồi thì tối thiểu là cũng đạt đến là ngũ thông mà cái ngũ thông của người giảng sanh về tây phương cực lạc rất là siêu diệt Chúng ta được cái đặc biệt đó là nhờ Ân huệ của Đức Phật A-di-đà Là được là ngũ thông Mà ngũ thông này là nó siêu diệt hơn Cái lục thông người tu tự lực Cũng như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thiết về Pháp Môn Tịnh Độ A-di-đà Kinh Lúc đó một Kiền Liên là thần thông đệ nhất Ông dùng thần thông ông đi vô thế giới cực lạc Đi không tới Ông đi lọt với nước tu di tướng Thì khi mà đi vô lạc Nước tu di tướng rồi là, là Ông đi xanh quanh cái bát rồi đệ tử là Đức Phật tu di Tướng nói con Duy Trùng Đức Phật rầy nói, Các con đừng nói vậy Đó là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông là Một kiền liên thần thông đệ nhất đó Ông nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói tịnh độ đó ông dùng thần thông mà ông đi không tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà Cho nên lọt vào cái khỏi nước của chúng ta Thì khi mà ông mà Đức Phật ở nước Tu Di Tướng nói vậy rồi Thì ông một cuộc liên ổng hiện lớn người lên bằng núi tu Duy cũng như mấy ông kia vậy như vậy thì người tối thiểu giảng sanh về cảnh giới tây phương đức phật a di đà cũng đạt đến là ngũ thông ở đây chúng tôi dẫn ra 48 lời đại thị nguyện đức phật a di đà là từ cái lời nguyện thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ 8 và thứ 9. cái lời nguyện thứ năm thế này lúc tôi thành phật hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được túc mạng thông ít nhất là biết rõ những việc trăm nghìn ức na do tha kiếp thời tôi không ở ngôi chánh giác tức là khi đó được về túc mạng thông biết tất cả cái kiếp đời của chúng sanh thế nào đó là lời nguyện thứ năm đến là nguyện thứ sáu đức phật nguyện lúc tôi thành phật hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng đặng thiên nhãn ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới chư phật thời tôi không ở ngôi thế giới của chưa, Đúng chưa phật cái chữ na vô tha nó một số 1 là 28 con số 0 28 con số không tức là con số vô lượng Cái chữ na vô tha tức là một số 1 mà 28 số không Rồi đến với lời nguyện là Thứ sáu Lúc tôi thành Phật Hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thi nghĩ Ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thiếu pháp Trong trăm nghìn đức na vô tha Đức Phật Thời tôi không ở ngôi chánh giác Đến lời nguyện đến phần là thần thông thứ tư nữa là Đức Phật nói lúc tôi thành Phật Hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí Ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn nước na cho tha thế giới thời tôi không có ngồi nữa Biết tâm niệm ai sao không sao hết Khi mà giảng sanh này Tây Phương Lạc đặc biệt như vậy Rồi đến cái phần là cái thần thông thứ ba, thứ tư, thứ năm Là thần túc thông Đức Phật nguyện thế này Lúc tôi thành Phật hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc khoảng một niệm ít nhất là nước khỏi qua trăm nghìn nước na do tha thế giới của chư phật thời tôi không ở ngôi chánh giác nếu mà cái người mà về không được gì đó mà không được có thần thông thì đức phật nó là ngài cũng thành phật hai chữ chánh giác tức là phật cho nên những cái lời nguyện đức phật a di đà hoàn toàn được thành tựu hết là do công đức lời nguyện đức phật a di đà mà chúng ta được cái ân huệ là được là ngũ thông mà cái ngũ thông của người giảng sanh về tới phương Lạc rất là siêu việt bởi vì đó thì là chứng vào a bệ bạc trí tức là bất thối chuyển à. chứ không phải là ngũ thông của người là là tu tự lực nha đó, nó còn luân hồi có trời còn luân hồi khi mà chúng ta giảng sanh về cảnh giới đức phật a di đà thì không còn luân hồi nữa sẽ chứng giờ a bệ bạc trí tức là bất thối chuyển đó. đó là cái, cái ngũ thông của người giảng sanh về tây phương cực lạc ở đây thì không có thời gian mình dẫn ra một vài lời nguyện mà khi mà về ăn dưỡng rồi đó về cảnh giới đức phật a di đà Chúng ta đầy đủ cái phước cái đức và công đức Cũng như um, Vẫn một vài lời nguyện nữa mà thôi Thì uh, trong cái lời nguyện uh, Thứ 25 đó Đức Phật nguyện Lúc tôi thành Phật Chúng bà Bồ Tát trong cõi nước tôi Không diễn thiết được nhất thiết trí Thời tôi không mở ngôi chứng giác Nhất thiết chủng trí đầy đủ hết đó. Rồi uh, Đến với lời nguyện 26 Là được thân Kim Cương Na La Di lúc tôi thành phật bồ tát trong cõi chúng tôi chẳng đều được thân kim cương na la diên thờ được không có ngon thân kim cương na la diên nghĩa là bất sanh bất hoài rồi cái lời nguyện mà thứ 28 đó đức phật nguyện lúc tôi thành phật chúng bồ tát trong cõi nước tôi là nghe tất cả những cái cái thế giới chư Phật muốn là nghe thấy những cái cảnh giới như thế nào thì trong khi nó nó hiện mình tức là cái cây đạo tràng đó có lời nguyện 28 lúc tôi thành Phật chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì thời thời ở trong cây báo hiện ra cái 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 thế giới đó cho mình xem cái đó là cái lời nguyện 28 mươi tám biết bao nhiêu lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì à, những cái clip sau chúng thê chúng tôi có thể là trao đổi cho quý vị biết hiểu qua 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà từ lời nguyện thứ nhất À, cho đến cái lời nguyện thứ 48 nó như thế nào đó là 48 đại nguyện Đức Phật nói Đà như vậy thì cái người mà về đó thì mà cái lời nguyện 32 Đức Phật nguyện lúc tôi thành Phật hàng trong cõi nước tôi từ mặt đất vàng lên đến hư không lầu nhà cung điện ao nước qua cây tất cả dạng vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành dạng vật đều xinh đẹp kỳ diệu hơn trời người mùi thơm sông khắp thập phương thế giới bồ tát ở nơi ngửi mùi thơm ấy đều tu hành của phật nếu chẳng được như vậy thời tôi không ở ngôi chánh giác còn cái lời nguyện là nói về ăn mặc ở là nguyện thứ 38 lúc tôi thành phật hàng những thiên trong cõi nước tôi muốn y phục thời y phục y phục tốt đúng pháp liền hậu tâm niệm người đó mà tự nhiên đến trên thân nếu còn phải cắt mai nhộm giặt thời tôi không ở ngôi chánh giác ví dụ mình muốn màu nào thì tự nhiên có màu đấy ở đó là cái lời nguyện là là thứ 38 mươi Vậy thì chúng tôi dẫn một vài lời nguyện nào qua cái cái lời nguyện Đức Phật A Di Đà chứ không thể nào mà dẫn hết được. Rồi đến cái những lời nguyện như là nguyện tiếp độ nè. Thì cái lời nguyện khi mà về đó, đó do cái lời nguyện Đức Phật A Di Đà mà chúng ta đầy đủ cái tất cả những cái cái phương tiện rồi là học đạo. Cái cái lời nguyện mà 46 đó Đức Phật nguyện lúc tôi thành Phật chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi Muốn nghe Pháp gì thời thời liền tự nhiên đã nghe Pháp ấy Dù muốn nghe Pháp tứ đế hay là bác chánh đạo hay gì gì chẳng dân gì đó Thì tự nhiên mình nghe thấy hết Vì những người mà được giảng sanh về cái cảnh giới an dưỡng của Đức Phật A-di-đà Thì chúng ta sẽ thấy được đầy đủ Và tất cả hết là do cái cái bản nguyện của Đức Phật A-di-đà thì đó là cái phần mà về cái cái cõi an dưỡng thì chúng ta sẽ học đạo hoàn toàn tặng trở lại cứu giúp chúng sanh đó là cái lợi ích uh, xuất thế gian thứ hai thứ đến là lợi ích xuất thế gian thứ ba là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm phật liên đài ác lên phương đua nở qua liên chờ người hữu phước thiện duyên từ qua về cái phần mà về cái cái đài sen đó rất đặc biệt trong cái sống đức thầy có viết cả bốn đôi hai đôi liễn ở chùa trung bá khánh ở bạc liêu của ông chùa linh quang tự của ông trung bá khánh thì hai đôi liễn như thế này Phật Pháp khai thông khổ hải trùng trùng tâm bất bất khiếp trần duyên bế tắc liên đài điệp điệp đạo vô cùng cái liên đài mà nó điệp điệp không cùng không chỗ nào tả hết được hay là phật pháp khai thông khổ hải trùng trùng không, phải phật pháp hoàng khai chuẩn thế chuẩn tế thương sanh đăng giác ngạn trần tâm tịnh tận siêu thăng cực lạc tọa liên đài đó là hai đôi liễn mà đức thầy đã viết ở bạc liêu À, chùa Linh Quang Tự của ông Trung Bá Khánh như vậy thì những người mà được giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà rồi thì những được cái tòa sen đặc biệt quý báo nó như vậy đó biết bao nhiêu cái sự là quý báo mà Đức Thầy đã diễn tả và muốn hiểu rõ hơn chúng tôi sẽ dẫn một phần nào ở trong quán lượng thọ mà Đức Phật đã nói như thế này thì Đức Phật thích ca này nói là diễn tả và cái cái mô tả về cái đài đài sen báo đó là qua sen ấy trên mỗi cánh làm ra trăm màu báo trăm màu báo chứ không phải là một trong một cái cánh hoa sen thôi rồi là có là tám bốn ngàn mạch giường bức vạ mỹ miều ở trên thiên đình rồi trong tám bốn nó nó xanh nó biến ra hào quang dân dân biết bao như của hào quang về cảnh giới đức phật hay là khi mà giảng sanh về đó chúng ta đầy đủ những phương tiện cái 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 về cái cõi ở liên đài tức là cái cảnh giới của đức phật a di đà đó là cái phần là lợi ích sức thế gian của thứ ba thứ tư nữa là chúng ta được là cứu giới tổ tông và độ hết khắp cả chúng sanh đức thầy đã dạy ngày nào đất được lục thông vớt hùng cha mẹ tổ tông bảy đời về cực là thành thời an dường ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho đó về mây mù vững vàng bất thôi công phu vuông tròn còn một đoạn khác đức thầy đã dạy <laughs> về phật quốc ngày ngày an lạc cả giống dòng giải thoát luôn trầm rồi đêm đạo pháp quyền thăm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê cả dạng vật đồng về phật cảnh chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lương nguyện cầu chư phật mười phương niết bàn tất tình là đường vô sanh như thì chúng ta được giảng sanh về cảnh giới tây phương đức phật a di đà thì cứu giới được tổ tông và độ hết tất cả chúng sanh Ở kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến vừa qua chúng tôi cũng mạo muội Trao đổi với sự không biết của mình Qua những lời chỉ dạy của Đức Phật Và trong kinh à, tín đồ Phật giáo hòa Hảo Mà Đức Thầy đã dạy là có 20 điều lợi ích 16 lợi ích thế gian và 4 lợi ích suốt thế gian Vì vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa Hảo nghe lời Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta ráng cố gắng niệm Phật Để rồi ngày nào đó trong hiện tại Chúng ta thoát được cảnh khổ Biết bao nhiêu cảnh khổ sau này mà Đức Thầy đã diễn tả chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì chúng ta mới thoát khổ trong hiện tại Còn tương lai chúng ta về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì không còn khổ đau nữa Cho nên Đức Thầy nói là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ Kính thưa toàn thể liệt quý vị Đúng ra thì nếu còn sức khỏe thì chúng tôi còn trao đổi thêm Nhưng vì đi núi mới về cho nên sức khỏe hay kém Thì chúng tôi cũng là không gì hơn cũng thầm nguyện ơn trên mười phương chư Phật qua linh tổ thầy chư vị sân thần chư vị năm non bảy núi đồng gia hộ tất thể liệt quý vị bồ đề tâm vững chắc tinh tấn tu hành đến ngày giải thoát viên mãn đến đây tạm dứt lời nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà